Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn về những cái lợi ích khi chúng ta chọn kinh doanh online. Bản thân mình thì dĩ nhiên về online thì mình biết từ lâu rồi, các bạn cũng tiếp cận từ lâu rồi. Mình nghĩ cái thời Yahoo là các bạn đã tiếp cận được rồi đúng không? Cái thời Yahoo, Messenger rồi chúng ta gửi email rồi, cái thời đó cái thời blog 360 độ, cái thời đó lâu rồi. Năm 2 năm mấy là chúng ta đã tiếp cận rồi, nhưng mà ứng dụng cho online thì phần lớn là chúng ta không biết. Thì hiện tại mình mới chia sẻ với bạn những cái lợi ích khi chúng ta đầu tư chọn cái mô thức kinh doanh online. Thứ nhất là kinh doanh online thì cái chi phí nó thấp, cái chi phí để chúng ta bắt đầu nó thấp. Cái chi phí ban đầu thì chính là chi phí gì? Chi phí chúng ta tạo lập website, chúng ta mua hot, ok, rồi những cái chi phí chúng ta thiết kế đề co đồ này kia, nó khoảng vài triệu thôi, nó không nhiều. Chứ còn theo kinh doanh truyền thống là các bạn phải cần có một cái cửa hàng, cái chi phí mà thiết lập cửa hàng phải vài chục triệu chúng ta mới làm được, sắm sửa trang thiết bị bày bàn ghế rồi đó. Mà đã ra khởi nghiệp mà, đã ra làm kinh doanh mà, thì chúng ta bắt đầu cái gì bằng số vốn nhỏ thì nó vẫn cứ tốt hơn. Bởi vì chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm nên chúng ta cần phải bỏ ra với cái chi phí nó nhỏ hơn thì nó tốt hơn. Và cái kinh doanh online á, nó bắt đầu với số vốn ít nên là nó làm cho chúng ta cái tư duy chúng ta nó thoải mái hơn. Nó không có bị áp lực nhiều. Còn mà chúng ta làm mà với cái chi phí nó cao quá thì hoặc là phải mượn nợ đâu đời nữa làm nó thì nó khó lắm. Nhưng mà cái hạn chế ở đây là các bạn phải học cái cách để làm sao chúng ta sử dụng được các cái nguồn lực website để cho nó tốt, để nó mới hiệu quả. Nhiều người các bạn cũng lên online nhưng mà các bạn không học cái cách đó nên là nó không có hiệu quả. Cái thứ hai là cái lợi thế số 2 là nó cho chúng ta sai và chúng ta sửa. Kinh doanh truyền thống do các bạn đầu tư quá lớn mà lỡ cái mặt hàng đó nó không phù hợp, nghĩa là các bạn mất tiền liền. Ví dụ như các bạn ra bạn mở một cái quán ăn mà nó không phù hợp, bạn bỏ tiền chi phí đầu tư vài chục triệu mà nó không phù hợp. Nó không phù hợp ở đây mình muốn nói là không có nghĩa là chúng ta không có kinh doanh được lĩnh vực đó, nhưng mà nó có nhiều cái nghĩa để chúng ta hiểu rằng là nó không phù hợp. Ví dụ như là chúng ta mở ở cái mặt bằng đó, và cái vị trí đó lúc đầu thì chúng ta thấy tốt, nhưng mà bây giờ ra cái trên thực tế thì cái vị trí này nó lại không tốt, khách hàng không nhiều. Biết đâu chúng ta có thể điều cũng cái món ăn đó mà chúng ta điều chỉnh sang cái vị trí khác thì nó lại tốt. Hoặc là khi chúng ta ra mở rồi chúng ta mới phát hiện ra là cái khẩu vị của chúng ta nó chưa có được phù hợp, chúng ta cần thời gian điều chỉnh, nhưng mà do cái chi phí hàng ngày lớn quá nên chúng ta không thể điều chỉnh được. Còn kinh doanh online thì các bạn rất là dễ đổi mới. Ví dụ như là bạn cũng mở ra một cái cửa hàng bánh xèo nhưng mà bạn chuyên giao hàng online, và nếu nó không phù hợp thì bạn có thể là điều chỉnh cái khẩu vị được, tại vì cái chi phí nó thấp. Các bạn có thể bán xôi online được, các bạn có thể bán hủ tiếu online được, các bạn có thể bán bơ online được. Các bạn hình dung những cái điều đó nó giúp cho chúng ta bắt đầu với cái chi phí rất là thấp. Có một bạn mình gọi là bạn chính bánh cuốn tại Sơn á, thì lúc bây giờ bạn làm cho giờ cũng đã 3 năm rồi. Lúc bạn bắt đầu với cái khoản vốn rất là ít rồi, bạn cũng làm chuyên online thôi. Cho tới giờ thì sau 3 năm thì dĩ nhiên cái cơ sở bạn nó lớn mạnh rồi, nhân viên đã hơn chục người rồi, bán dĩ nhiên là bây giờ phải đầu tư cơ sở vật chất. Dĩ nhiên chúng ta có tiền, chúng ta lấy tiền đó chúng ta làm kinh doanh truyền thống, mà mỗi lần mà chúng ta đổi mới một cái gì nó tốn kém lắm. Mua bàn, mua ghế, thậm chí các cái cơ hàng của bạn mà bạn muốn đổi giá thôi là bạn phải gỡ ra rồi bạn dán vô, nó rất là tốn kém và nó đi liền với những cái khác. Hoặc là cái mặt hàng không phù hợp, mua về bán cái mặt hàng không phù hợp chúng ta cũng phải mất một khoản. Còn trên online thì chúng ta cái website chúng ta lên, chúng ta sửa giá và thôi là chúng ta làm, nó dễ dàng hơn. Tiếp theo nữa, cái lợi thế số 3 đó là cái khả năng chúng ta tiếp cận với khách hàng tiềm năng nó dễ hơn. Các bạn biết đó, một trong những cái bí quyết kinh doanh là chúng ta phải có rất là nhiều khách hàng. Không có nhiều khách hàng thì cái việc kinh doanh chúng ta nó sẽ đình trệ ngay, bởi vì khách hàng là người mới mang tiền cho chúng ta mà. Tuy nhiên
khi mà chúng ta kinh doanh truyền thống thì chúng ta mở mặt bằng ở ngay chỗ đó, ở ở một cái con đường hoặc một vị trí nào đó, thì chúng ta chỉ tiếp phần lớn là chúng ta tiếp cận khách hàng ở một cái khu vực thôi, ở một cái khu vực đó thôi, trong bán kính khoảng 1 km đổ lại thôi. À, tùy những lĩnh vực khác thì nó còn xa hơn thôi, nhưng mà kinh doanh online thì chúng ta có thể tiếp cận khách hàng khắp mọi nơi. À, thậm chí khách hàng các bạn ở Sài Gòn, các bạn có thể tiếp cận khách hàng ở Đắk Lắk, thậm chí là các bạn có thể tiếp cận Việt kiều ở bên Mỹ nếu các bạn có cái phương thức giao hàng được cho họ. À, nghĩa là chúng ta có cơ hội tiếp cận rất là nhiều khách hàng. À, ví dụ như bạn bán mật ong mà bạn bán theo kiểu truyền thống thì bạn chỉ có cái cửa hàng thôi và cái phạm vi khách hàng trong bán kính vài km đổ lại thôi, những người họ đi ngang đó họ mới biết, hoặc là những người thân họ đi ngang đó họ biết. À, nó là cái cách truyền thống như vậy thì các bạn nên vào cái chợ hoặc là trung tâm thương mại thì nơi đó nó sẽ mới có đông người, nhưng mà ngược lại thì vào đó thì cái chi phí nó cao quá, các bạn không dùng. Còn kinh doanh online thì nó giúp cho chúng ta tiếp cận với khách hàng nó rộng hơn, nếu các bạn biết cách thì cái lượng khách hàng hàng ngày họ online trên Facebook, họ online Google thì họ sẽ tìm thấy chúng ta. Nên là cái lượng khách hàng tiềm năng là nó không giới hạn, và bạn có cơ hội tiếp cận với những nhiều người mà bạn chưa biết trước đó. Nó làm cái cơ hội kinh doanh chúng ta nó dễ dàng hơn, mình gọi là tiếp cận với số lượng nó lớn hơn, đông hơn, nhiều hơn, đơn giản nhẹ nhàng hơn, không phải đầu tư nhiều. Cái tiếp theo nữa, cái kinh doanh online nó cũng giúp cho chúng ta đo đếm được cái số liệu và quản lý nó dễ hơn. Cái điều này nó giúp cho các bạn, tức là các bạn có thể điều tiết được cái chiến lược kinh doanh của các bạn. Ví dụ như là các bạn có một website và bạn có chiến lược để làm sao cho nó lên trên Google, nghĩa là các bạn phải biết tối ưu từ khóa, viết bài, tập trung tốt thì nó lên Google. Thì nó lên Google thì lượng người đọc sẽ rất là nhiều, và lượng người đọc nhiều thì họ sẽ tìm đọc đến bạn. Hoặc là bạn có thể là dùng cái phương thức là chạy quảng cáo trên Google, bạn cũng tự học, bạn cũng tự làm được cái đó. Hoặc là bạn có thể tiếp cận với Facebook, bạn có thể là viết bài, bạn sẽ nhìn thấy được cái số lượng là bao nhiêu người xem, bao nhiêu người like, bao nhiêu người share, bao nhiêu người inbox cho chúng ta, tức là cái số lượng chúng ta đo đếm được. Bởi vì khi mà kinh doanh mà chúng ta có con số thì chúng ta mới điều khiển cái chiến lược được. Chúng ta mới điều khiển cái chiến lược được. Cái chiến lược kinh doanh đó các bạn. Chúng ta mới đeo đuổi mục tiêu mỗi ngày được, mục tiêu mỗi tuần được, mục tiêu mỗi tháng được, để chừng cuối cùng chúng ta ra được cái con số nó như mong muốn được. Hoặc là các bạn có thể quay một đoạn video lên YouTube và cái đoạn video mà nó có hiệu quả không chúng ta cũng biết luôn, tại cái lượng người xem. Và chúng ta tập trung vào những cái từ khóa viết bài cho đoạn video đó nó đúng với cái đối tượng khách hàng mà chúng ta mong muốn. Online nó giúp cho chúng ta có những cái phần mềm chúng ta quản lý danh sách khách hàng, rồi chúng ta chăm sóc khách hàng lại nữa. Ai mua chúng ta nhớ, mua giá bao nhiêu chúng ta nhớ, rồi chúng ta gì chăm sóc họ lại để họ mua đi mua lại. Nó có những cái phần mềm làm được cái việc đó. Vậy thì các bạn thấy nó có những cái lợi thế tuyệt vời mà vừa rồi là mình nói các bạn có 4 cái lợi thế đó. Cái lợi thế số 5 đó là nên chúng ta tiếp cận với khách hàng lớn, nên chúng ta có những cái cách giao hàng cũng rất là tuyệt vời. Nếu mà các bạn bán những sản phẩm thiên về thông tin và điện tử thì các bạn hầu như các bạn giao hàng trực tiếp luôn, nó rất là nhanh, bằng email, bằng inbox Facebook rồi là chúng ta được giao hàng luôn. Còn các bạn bán những sản phẩm truyền thống như mật ong rồi này kia, như hoa lan rồi này kia, thì các bạn có thể là kết hợp với các cái đơn vị giao hàng và họ giao hàng cho chúng ta, và chúng ta theo dõi hoàn toàn trên online được hết, hàng hóa tới đâu, rồi chúng ta có thể thu tiền sau mà chúng ta vẫn theo dõi được theo từng các cái đơn hàng. Cái lợi thế tiếp theo nữa là kinh doanh online có thể bạn bắt đầu từ một mình bạn được, cho tới khi bạn làm cho tới khi tiền nó về có doanh số về, việc nó nhiều rồi lúc đó bạn mới mướn nhân viên xong. Kinh doanh online nó có thể giúp cho các bạn là bắt đầu với cái sản phẩm không phải của bạn mà có thể là sản phẩm của người khác. Sản phẩm của người khác chúng ta lấy về chúng ta bán để tạm thời chúng ta quen đi, cảm nghiệm tốt đi, rồi chúng ta mới bắt đầu
bắt đầu từ với cái sản phẩm của mình từ 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 rồi chúng ta tạo ra sản phẩm của mà. À, kinh doanh online nó cũng không đòi hỏi là lúc đầu bạn phải bị áp lực với rất là nhiều kỹ năng. À, bởi vì chúng ta có thể là bán hàng qua Facebook, chúng ta có thể là bán hàng qua email, chúng ta có thể là bán hàng qua chat, có thể chúng ta bán hàng qua điện thoại. Nó đỡ hơn là cái kỹ năng mà chúng ta phải đối diện một một. Các bạn chung đối diện một một. À, tóm lại là bản thân mình thì từ năm 2009 tới giờ mình tiếp cận với cái nguồn lực online chính thức. Trước kia thì dùng online để chơi thôi, chat, chat đồ, gửi email rồi thôi. Thì năm 2009 giờ thì mình mới hiểu về online nhiều, và mình càng trải nghiệm về online nhiều thì mình mong muốn các bạn trẻ ra khởi nghiệp cũng nên bắt đầu từ online trước khi chúng ta làm cái phương thức gì khác. Và nếu mà bạn đang làm online mà không hiệu quả, như là bạn chỉ biết bí mật, thì bạn cần phải đi học, gặp những cái chuyên gia để họ biết làm sao để cho nó hiệu quả. Online, nói kinh doanh online đây thì không phải là Facebook nó kinh doanh cho bạn, mà cũng không phải là website nó kinh doanh cho bạn, cũng không phải là Google kinh doanh cho bạn. Nó là những cái phương tiện, những cái công cụ để chúng ta đưa cái thông tin của chúng ta lên đó thôi. Bạn cần phải có cái tư duy kinh doanh, bạn phải là hiểu về marketing. Chúng ta phải hiểu về thương hiệu, chúng ta phải hiểu về bán hàng, chúng ta phải hiểu về quản lý nhân viên, chúng ta hiểu về cái cách thức làm sao mà biến sản phẩm của người khác thành sản phẩm của mình. Tức là rất là nhiều những cái kỹ năng đó, toàn bộ những kỹ năng đó là mình gọi là cái kỹ năng kinh doanh, hay mà gọi là năng lực kinh doanh. Lý do mà bạn có website rồi, bạn có Facebook rồi mà bạn vẫn không kinh doanh được, bởi vì bạn yếu cái năng lực kinh doanh. Hoặc là bạn kinh doanh được rồi, bạn có tiền rồi, nhưng mà bạn không phát triển nó ra được lớn, chỉ có một mình bạn làm, một hai người làm thôi, bạn không phát triển nó thành doanh nghiệp lớn, bởi vì bạn đang yếu cái kỹ năng kinh doanh. Tức là bạn đã biết cách tạo ra tiền rồi, nhưng mà bạn yếu cái năng kinh doanh, thì còn lại là bạn phải đi học những kỹ năng kinh doanh để chúng ta được tốt hơn. Giả là đoạn video này mình dành một ít phút để mình chia sẻ với các bạn một chút xíu những cái trải nghiệm và những cái kinh nghiệm của mình. Các bạn cần thì các bạn liên hệ với mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn.